Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Báo chí Hoa Kỳ vừa lên tiếng một trường hợp để cảnh báo sự lường gạt về vấn đề hô hào gây quỹ hoặc là hô hào đóng góp tiền bạc cho quỹ pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Thì một trường hợp vừa được đưa ra đó là bà thống đốc tiểu bang South Dakota tên là Kristi Noem đã lên trên các cơ quan truyền thông và trên Internet hô hào đóng góp cho Tổng thống Trump về vụ kiện pháp lý vào mùa bầu cử 2020. Tuy nhiên báo chí đã phanh phui, báo và các cơ quan truyền thông đã tìm được bằng cớ và bằng chứng rằng bà này đã lấy tiền bỏ vào quỹ tranh cử của bà. Thưa quý vị, thì bà tên là Kristi Noem, thì được biết rằng bà là thống đốc của tiểu bang South Dakota. Thì theo báo chí phanh phui thì trong 5 tháng bà gây quỹ không được bao nhiêu cả, và trong 2 tuần vừa qua thì nhờ đi theo Tổng thống Trump và hô hào cho nên cái số tiền mà bà thu được lên tới cả triệu đô la. Tuy nhiên vấn đề đang nói ở đây là các đường dẫn hoặc các link để mà nhận tiền ủng hộ Tổng thống Trump thì lại dẫn đến một cái tài khoản riêng của bà Kristi Noem này cho cái quỹ tranh cử của bà. Thưa quý vị, thì hóa ra là bà này mượn đầu heo nấu cháo, lường gạt các thành viên ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, hô hào hóa ra là tiền bà bỏ túi. Thưa quý vị, đây là cái trò ma bánh lường gạt, và báo chí và đài NBC và cơ quan thông tấn AP cũng đã lên tiếng. Và quý vị có thể tìm những cái bài viết về bà Kristi Noem này, chứng tỏ bà này cũng chẳng thương yêu gì Tổng thống Donald Trump, nhưng mà cứ lợi dụng được thì lợi dụng, và kết quả là bà đã hốt được 1 triệu đô la. Thì cái hành vi của bà này rất đáng bị lên án, do đó là cũng không có gì ngạc nhiên mà báo chí Hoa Kỳ đã lên án cái việc gây quỹ treo đầu dê bán thịt chó. Thì nói về cái gây quỹ của Tổng thống Trump thì dự định là gây quỹ 60 triệu đô la. Tuy nhiên nhiều người trong đảng Cộng Hòa đang nghi ngờ rằng một nửa số tiền đó là sẽ trả nợ cho cái chiến dịch tranh cử, và chúng ta cũng đã có những cái tin tức là có 23 tỷ phú ở Hoa Kỳ này đã đồng ý đứng phía sau của quỹ pháp lý, và mỗi người đã bỏ ra ít nhất là 100.000 đô la, tức là quỹ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã có ít nhất là 2 triệu 300.000 đô la tiền sơ khởi cho việc kiện tụng ở 5 tiểu bang. Thưa quý vị, thì chúng ta biết là tin tức cũng cho biết là đã đâm đơn kiện ở 5 tiểu bang Michigan, Nevada, Georgia, Pennsylvania chẳng hạn như vậy, để hy vọng là lật lại cái việc mà bị thất cử bởi phe ông Joe Biden. Thì nói chung là 5 cái vụ kiện này đều lên tiếng và đề cập đến vấn đề gian lận bầu cử, hoặc là gian lận phiếu bầu cử, hoặc là các hành vi gian lận. Thì đó là câu chuyện của quỹ pháp lý. Thì chúng ta cũng biết rằng trong cái mùa tranh cử này đã có nhiều tay ma đầu mượn đầu heo nấu cháo, lường gạt đủ kiểu để mà lấy tiền bỏ túi. Cái trường hợp của bà Christine này không phải là trường hợp duy nhất, thưa quý vị. Do đó là rất cần thiết cho các cơ quan truyền thông báo chí lên tiếng và lên án những cái kẻ mà
treo đầu dê bán thịt chó.